xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam Mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Cùng ly với thần binh của nhà văn Dương Duy Ngữ mời các bạn cùng nghe. thế đến ngót một năm Tôi mới có dịp đến thăm ông Cửa ngõ nhà ông rộng mở Nếu không nói là mở toang Trong mảnh sân nhỏ trước nhà vắng lặng Tôi nhìn trước, nhìn sau Nhìn cả thêm nhà và xó vườn Xem con chó vện khôn xanh hít nói Ông mang từ trên bàn người mông về Nó đang ở chỗ nào Không thấy Tuy vậy tôi vẫn cứ sợ nó Trước khi đẩy xe vào sân nhà ông Tôi vẫn phải đề phòng. Tôi lên tiếng oang oang. Ông bà có nhà không? Tiếng ông từ lan can tầng trên vọng xuống. Ông nói luôn một thôi một hồi, khiến tôi không thể xem ngang được câu nào. Anh em đang mong em. May quá, em đến đúng lúc rồi. Em thiêng quá. Anh vừa mới nhắc đến tên em. Cứ dắt xe vào thẳng trong sân, không còn con vệ nào đâu mà sợ mà em cũng vẽ chuyện rón ra rón rén như tiểu thư thành phố về quê tiểu thư thành phố nó cũng chả rón rén như em vì lào lính vàng bao chả sợ lại đi sợ vài con vện chẳng hiểu ông có đang mong tôi thật không nhưng có câu nói của ông cũng làm tôi hời lòng hời dạ ông đứng vô hẳn người ra phía ngoài lan can dựng xe vào gần chỗ gốc cam ấy lên đây lên đây anh em đang mong không phải khóa mất xe thế nào được mà sợ tôi vừa dựng xe vừa quan sát xung quanh chẳng hề có chiếc xe lớn xe bé nào mà sao ông bảo anh em đang mong anh em là những ai vậy bây giờ tôi mới thấy cái khuôn viên nho nhỏ độ ngót một trăm mét vuông của nhà ông đẹp quá dường như cây gì ông cũng thích trồng hoặc bạn bè cho cây gì ông đều đem trồng hết vào vườn làm kỷ niệm cao cao, sen lẫn cao lùn, chanh, sen lẫn với bưởi. Trên mảnh sân xi măng ông còn bày la liệt những chậu cảnh, chậu nào cũng xanh mỡ chứ không bị cằn cỗi như những cây trồng trong chậu tôi vẫn gặp ở nhiều nhà. Tôi đặc biệt chú ý đến cây bưởi tứ quý của ông, do bạn tôi đem từ quê lên tặng cách đây vài ba năm. Giờ đây đã đẫy cành, quả vàng sen quả xanh, quả già sen quả non. Xen lác đác những chùm hoa thơm mát. Cái anh hoa bưởi hoa chanh thật là lạ, không chỉ thơm đến sững sờ mà còn thấm mát đến tận tâm can. Ông lại dục Lên đây lên đây, anh em đang chờ mà. Không thấy phương tiện đi lại dưới sân, không thấy người, không thấy tiếng để chứng tỏ số đông. Sao lại bảo là anh em đang chờ được nhỉ? Tuy ông dục toán lên như vậy nhưng tôi vẫn càng hoàng khóa xe tôi vừa leo hết bậc cầu thang đã thấy ông đứng đón ông vừa bắt tay tôi vừa kéo vào phòng nhanh lên anh em về đông lắm hình như anh em biết em lên thăm anh hay sao ấy ông đưa tôi vào một căn phòng nhỏ áng chừng hơn chục mét vuông trước kia là phòng ngủ của riêng ông trong phòng mù mịt khói hương mà là hương đen ông đặt từ quê nhà mang xuống Bây giờ tôi không thấy người ta bán nữa Hương đen cây dài Cháy bền Ngoài mùi thơm của trầm Dường như còn có cả mùi nhựa thông nữa Do vậy mùi hương đen rất đặc biệt Tỏa xa quánh đặc Quần mãi trên tinh không Thảo nào khi mới đến cổng ngõ nhà ông Tôi đã ngửi thấy cái mùi hương Vừa lạ vừa quen này Tôi chỉ không nghĩ Nó được đốt ngay ở phòng ngủ của ông Của riêng ông trong một cái bát nhang cỡ đại đặt uy nghiêm giữa tủ thờ được khảm trai long ly quy phượng rất tinh xảo bàn thờ không có ảnh chỉ có mấy chục cái chén mắt trâu xứ bát tràng màu cẩm thạch mấy chục chiếc bát mấy chục đôi đũa bằng gỗ môn đen bóng được xếp gọn gàng ở một góc ở đó còn đặt một can rượu trắng cỡ 5 lít ông dắt tay tôi đứng trước bàn thờ nói các em ơi các em có nhận ra chú này không? Các em ở C33, 34 có mặt ở đây không? Chú này nó chiến đấu cùng các em ở chiến dịch truy quét phỉ vàng bao, còn nhớ không? Tôi chắp tay phái. Lệ các anh, các bạn, tôi đột ngột quá. Các anh các bạn về đây mà tôi không được biết trước. Các anh các bạn cho phép tôi ra ngoài, mua chút thức nhắm đã. Dứt lời, tôi chạy luôn xuống cầu thang ông nói vọng theo cái chú này đồng đội chỉ có bắt tay chứ ai lại vái lễ bao giờ tôi đặt hoa quả nem chua nem phùng vào mấy cái đĩa đại dâng lên ban thờ tôi cũng không quên mua mấy sắp tiền vàng ông đốt thêm một tuần hương thỉnh ba hồi chín tiếng chuông mà ông gọi là kẻng báo thức kẻng tập hợp đội ngũ sau đó ông lần lượt rót rượu ra mấy chục chiếc chén Ông đưa tôi một chén Ông cầm một chén Nâng lên ngang mặt Tôi cũng nâng chén theo ông Nào các em Chú nó lên đây có lòng Thì anh em ta có bụng Trăm phần trăm nhá Dứt lời Ông quay sang chạm chén với tôi Bắt đầu Tôi và ông đều trăm phần trăm Đều nghiêng chén Dơ về phía ban thờ Ra hiệu với các anh Chúng tôi cạn chén ông bốc một xuống nem phùng bỏ vào miệng tôi cũng lấy một cái nem chua bóc ăn ông hỏi nào các em các em đã nhận ra chú này chưa ông vẫn cố tình không nhắc đến tên tôi tôi băn khoăn hỏi liệu các anh ấy có còn nhớ em không nhớ chứ lính mình tình nghĩa lắm sống cũng như chết chết cũng như sống chả ai quên ai đâu làm sao anh biết các anh ấy còn nhớ em biết chứ hương bốc cháy bây giờ đấy nào các em đã em nào nhận ra chú này chưa ông vẫn không nhắc đến tên tôi ông muốn chính bạn bè đồng đội tôi phải nhớ đấy em thấy chưa hương đỏ rồi đỏ rồi đấy các bạn em nhận ra em rồi đấy giữa tĩnh lặng tự nhiên ba đầu nén hương đang cháy cứ rực đỏ rực đỏ mãi lên lạ quá nếu không chứng kiến tận mắt thật khó tin ông bảo chú có biết những ai nhận ra chú không chắc là anh quang anh ngọ anh mạc anh may anh hiền tôi đọc tên các liệt sĩ cùng thời với tôi mà tôi tận mắt chứng kiến sự hy sinh của họ tôi cũng cùng anh em vuốt mắt cho họ gói họ vào áo bạt áo ni lông nhận ra nhau rồi thì phải chúc mừng. Ông đổ hết loạt rượu cũ vào chai sáu nhăm và rót tiếp rượu mới vào các chén. Ông cầm một chén, một chén lại đưa cho tôi. Nào, cạn trăm phần trăm đi. Vừa nói, ông vừa nâng ly rượu, sát mấy đốm nhang rực đỏ, rồi quay sang phía tôi, cạn chén. Uống xong, ông lại nghiêng chén ra trước mặt tự nhiên ba nén hương ngùn ngụt bốc lửa anh em vui đấy em thấy chưa nào uống tiếp đi giờ không ép nữa em nào uống được thì uống không uống được thì thôi ông chỉ một chồng vừa học sinh ở chính giữa ban thờ sát với bức tường bên tên các em liệt sĩ ở sư đoàn mình đây em muốn xem một quyển có được không được trước khi với quyển sổ tôi cẩn thận chắp tay vái ba vái ông bảo ô cái chú này ai lại lễ bạn bao giờ không lễ em biết làm thế nào để lấy sách ông đứng ngây người một lát ừ nhỉ kể cũng khó thôi mình lễ bạn chiến đấu của mình chứ lễ ai vậy thì anh để em được tự nhiên tôi cầm quyển sổ trên cùng lật trang thứ nhất Trang này chỉ ghi độc một dòng. Năm tháng, địa điểm hy sinh của liệt sĩ. Tôi dở tiếp, dở tiếp các trang sau ghi họ tên liệt sĩ, quê quán, thời gian địa điểm hy sinh nhưng không hề đánh số thứ tự. Tôi xem tiếp những quyển khác đều như thế cả. Thế lạ tôi hỏi. Sao thủ trưởng không bảo anh em họ ghi gọn vào một quyển, lại còn không đánh số thứ tự nữa chứ? ông rơm rớm nước mắt. Cặp mắt già có túi như sệ hẳn. Bạn có để ý người già khóc bao giờ chưa? Còn tôi, tôi không sao chịu nổi giọt nước mắt của người già và phụ nữ. Giọng ông nghèn nghẹn. Vấn đề là ở đấy. Ghi như thế này mà mỗi khi anh nhớ mở ra xem tên một vài em, ngực anh còn đau thắt, tưởng như con tim bị nhồi máu. Chưa ghi vào một quyển, đánh số thứ tự Khéo mỗi lần mở ra, nhìn những hàng tên anh em dày chi chít với con số thứ tự kéo dài mãi ra, nhiều mãi lên thì anh chết mất. Sự hy sinh của các em ấy đã tôn vinh thành tích sư đoàn, đã vun dày công trạng của anh. Cho nên khi còn tại ngũ, nhiều việc phải lo đôi lúc anh nhãn quên đi. Từ dạo nghỉ, anh thường không sao quên được anh em anh mới dẹp cái giường ngủ này sang phòng bà lão và dành hẳn ra này cho anh em có chỗ đi lại tụ họp, gặp gỡ lẫn nhau. Những anh em có vợ có con, còn đỡ tuổi. Còn anh em khi nằm xuống vẫn trinh nguyên. Giờ đây bố mẹ không còn, anh em kiếm giả nhất phận, họ biết đi đâu. Thường lắm. Khi anh đưa ý kiến này ra, bà lão và các cháu tán thành ngay. Ban thờ khảm trai và bát hương chén bát là do vợ chồng cháu Sơn đi sắm đấy Cây hương vợ thằng Sơn bảo Không có các bác các chú Thì làm gì chúng con được ở cái nhà của bố to đẹp thế này Thờ thì dễ Lễ thì khó Anh mừng vì vợ chồng cháu chăm lắm Chúng thường xuyên lau chùi ban thờ Rồi hương tốt Rượu ngon hoa tươi Lúc nào cũng sẵn Trước là lễ các chú các bác Sau là vợ chồng cháu hương lộc ông bảo tôi đứng đây uống rượu với anh em để ông đi hãm ấm nước chè xanh nhìn tên các liệt sĩ lòng tôi quặn thắt nước mắt tôi cứ trào ra có nhiều người còn xa lạ với tôi bởi họ ở đại đội khác thời kỳ khác nhưng đều trở nên thân thương gần gũi mỗi sự hy sinh của họ cứ hiện lên rõ mồn một từng trận đánh tôi cảm giác ngửi thấy mùi thuốc đạn và nghe tiếng súng nổ tiếng bom rơi và họ đã vĩnh viễn ra đi như thế nào bởi cái vết thương ở đầu ở ngực ở chân hay ở bụng biết bao kỷ niệm ùa ập đến trong tôi lòng tôi chợt thầm thì mạc mà tóc xoăn ơi lẽ ra mày không chết mọi năm sư đoàn chỉ đánh trận mùa khô đến mùa mưa ta sút địch chiếm lại. Năm ấy mùa mưa sư đoàn phải ở giữa vùng giải phóng, phía tây Trường Sơn mưa lũ rất dữ dội, sông suối tràn đầy gầm xéo như thác đổ, cây rừng còn bị nước mưa quất cho xã ngọn. Vận chuyển lương thực cực kỳ khó khăn, tất cả đều phải dự trữ. Nhưng rau tươi thì dự trữ thế nào được? Ông lệnh cho các đơn vị, mỗi người phải trồng mươi hốc bí đỏ, mươi hốc đậu nhỏ xanh, mỗi hốc ba cây chết cây nào phải trồng bù cây ấy giống má thuốc trừ sâu sư đoàn cung cấp lính tráng kêu ầm lên trồng vào đâu ông bảo núi đá khe núi đá đất đen tốt lắm tớ xem rồi đất đen là đất mùn lính lại kêu chuột đói nhiều lắm đêm ngủ nó còn bò ra cắn nát cả chăn màn cắn chảy máu cả chân tay nó đào hết hạt bí hạt đậu nó ăn chúng tôi moi đâu ra hạt giống ở nơi rừng xú đất khách quê người để đền cho thủ trưởng ông bảo bình tĩnh sư đoàn tính đến phương án đó rồi hạt đậu hạt bí sẽ ngâm thuốc trừ sâu một đêm đất trồng cũng sẽ được phun thuốc trừ sâu lính vẫn nhao nhao chưa ai trồng rau trên đuối lấy gì mà bón để tưới ông cười bảo lính ta trồng các cậu ị ra mà bón, tè ra mà tưới. Mười hốc bí, mười hốc đậu, bình quân hai mươi ngày được một bãi phân. Còn nước dài chỉ năm ngày, mười ngày thôi. Thông chưa? Lính đồng then hết. Chưa thông. Ông bảo, còn gì nữa? Lính lại lao sao, không giữ được chuột là mất ăn tất. Ông bảo, các cậu chịu khó bẫy chuột, săn chuột, cải thiện bữa ăn. Thịt chuột đồng, chuột núi là bổ lắm. Thế nhá, sau khi cây mọc, phái đoàn của sư sẽ đi kiểm tra xem xét từng hốc, xem tỷ lệ mọc mầm là bao nhiêu mới giao hẳn cho các cậu. Chịu khó một tí, có cái ăn đấy, đừng lo phải đền sư đoàn. Không ai có thể tưởng tượng được vụ bí vụ đậu ấy tốt ngờm ngợp. Những gọn bí to mập, tầy ngón tay, mỗi gióng dài đến 3-40 phân lính càng cắt lá cắt ngọn ăn thì nó càng nảy nhiều lộc ra nhiều hoa nhiều quả từ bé tôi chưa từng thấy cây đậu nhỏ xanh nào mà tốt đến như thế gốc to gần bằng cổ tay và cao đến ngang tầm mắt quả sai tua tủa ra tứ phía như thể dàn trông lính tha hồ mà cải thiện hết rau bí xào đến rau bí luộc rau bí nấu canh rồi chè đậu xanh cháo đậu xanh canh bí nấu đậu xanh. Tên ông trở thành biểu tượng của niềm tin người lính. Trong chiến đấu thì khỏi nói, ông chỉ huy trận nào là thắng trận đó. Ông phải cái hay văng tục. Lúc đầu anh em bảo, ông văng tục sẽ làm uế tạp trận đánh. Nhưng chẳng việc gì. Ông đã đánh là chỉ có thắng, thắng giòn giã. Lính thích lắm. Giờ đây ông bày cho chồng sao vào vách đá, lại thắng to. Lính Bảo, sư trưởng bình siêu thật, đại đội tôi có một quả bí to lắm, phải đến 100 cân tây, nếu cân cả bao tải đựng nó thì lên đến 108 kg. Quả bí này ở chính hốc bí do thằng Mạc Tóc Xoăn chăm bón. Tiếng lành đồn xa, quả bí đỏ to tổ bố ấy được báo cáo lên trên. Phòng chính trị cử cán bộ xuống tận nơi để xem, họ quyết định gửi quả bí về nước triển lãm. Ông không nghe, ông bảo Dẹp, dẹp ngay cái bệnh háo thành tích đi. Quả bí to như vậy ai vác mà ai gùi được chứ. Khiêng lắc la lắc lư, trèo đèo lội suối cả mấy ngày rời ư. Khổ anh em lắm, chí ít cũng phải mất bốn người. Không được đâu, đấy là dọc đường còn biết bao nhiêu bất chắc. Bom ném, pháo câu, phỉ phục. Thôi, các cậu đem bổ cái quả bí tai họa này ra mà ăn đi, kẻo ngứa bắt người ta. Thế là ông bị trên kẻ gáy cho một trận. Người ta bảo ông làm chỉ huy lại sợ lính gian khổ, sợ lính hy sinh ư? Ông cãi, ông không sợ lính khổ, không sợ lính hy sinh, ông chỉ sợ lính khổ, lính hy sinh vô ích thôi. Họ hỏi, thế nào là vô ích? Đem bí đi báo cáo thành tích mà là vô ích à? Rốt cuộc, ông đành cắn xăng im lặng, chịu trận cho xong việc mà tóc xanh chủ nhân của quả bí đỏ đại tướng là một trong bốn lính được đem bí về biên giới ông khệ nệ bê lên một ấm ủ nước trẻ xanh đây là những cây trẻ ông mang ở quê xuống ông chở cả đất để trồng trẻ nào đất ấy nước mới ngon đã trồng được năm năm bây giờ mới được hái ông cẩn thận hái từng lá cành nào năm lá thì vặt hai cành nào chín lá thì vặt sáu vặt từng lá một rửa cũng từng lá chè sạch hãm nước mưa ông hứng ở giữa trời đổ vào chung đặt ấm ủ nước lên bàn thờ xong ông moi trong túi quần ra một gói kẹo lạc ông bảo uống nước chè xanh phải ăn kẹo lạc mới ngon ông bóc kẹo để ra đĩa rồi rót nước vào sáu chiếc chén hoa đào một loại chén miệng loe thành in bông hoa đào tươi đỏ sản xuất từ thời bao cấp. Chén nước xanh ngăn ngắt trong veo xuống tận đáy. Ông cầm một chén sơ lên. Các em uống nước đi, cây nhà lá vườn, chè nhà mình đấy, không có thuốc kích thích như chè nông trường đâu. Tôi cũng nâng một chén. Mời các anh. Tôi hớp một ngụm nhỏ, nước chè đặc sánh, chát xít tận chân răng, nhưng nuốt qua cổ họng lại ngọt đượm ngọt mãi tôi chết chép, chép miệng tấm tắc trẻ ngon quá ông mỉm cười về hài lòng em đang nghĩ gì đấy dạ em có nghĩ gì đâu ạ à? sao lúc anh lên mặt mũi em lại bần thần thế à tôi định nói tôi đang nhớ đến cái chết của thằng mạc tóc xanh, nhưng tôi sợ ông buồn nên lại thôi. Hôm ấy họ mới đi được độ 2 giờ đồng hồ thì bị ngay một trận bom bi. Mạc tóc xoăn hy sinh tại chỗ. Ba người còn lại đều bị thương. Người vào đùi, người vào bụng. Thằng Bình lùn vẫn còn mang một viên bi. Viên bi nằm trong đầu nó bốn chục năm nay, chưa thể lấy ra. Chúng tôi sờ khắp người thằng Mạc. Mãi mới tìm thấy cái dấu viên bi đi qua, để lại một vết nhỏ tí xuyên qua chân tóc trên đỉnh đầu nó ở đó chỉ hơi hơi rơm rớm máu hay tin ông ngồi chết lịm như hóa đá nhưng nước mắt lại dịn ra ông đột ngột lên tiếng bất chấp câu nói của mình có hợp với ý nghĩ của tôi hay không làm người chỉ huy khó lắm không phải việc gì cũng có thể thuận theo ý mình được thuận chỉ huy là phải biết cắn răng Ông vốn vóc dáng nhỏ bé. Mấy năm nay, cái dạ dày đau nặng, thỉnh thoảng nhấp đôi ba chén rượu với anh em, chả chịu kiêng kỵ. Chồng ông gầy nhom, bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Ông ngồi trong sa lông lọt thỏm như chú bé 11, 12. Đột nhiên, ông tủm tỉm cười. Ông hỏi: "Em có mê tín không?" "Dạ, em không ạ." lúc dắt xe vào sân em thấy cửa ngõ rộng mở phải không thế em cứ nhìn trước ngó sau vẫn sợ hai con chó mèo hả tôi cười ông lại nói tiếp cho ông bạn lâu rồi sau khi lập bàn thờ anh em hai con chó cứ giấm sắc cắn suốt đêm bà lão bảo các chú ấy về đấy các cụ nói dí sắc như chó cắn ma ấy mà ông ơi nhà mình đã mời các chú về còn nuôi chó cắn các chú ấy ông thấy thế nào mình bảo giải tán thế là đem cho hai con chó cho chó rồi lại sợ đêm bọn xấu vào vườn ôm mất mấy cây thế của đống tiền chứ có ít đâu nhưng cái quý hơn cả tiền là kỷ niệm của đồng đội vậy mà anh em thiêng lắm cái đêm hôm mưa bão ấy có mấy thằng nhảy vào bê trộm cây xanh thế cái cây họ giả bảy triệu kia kìa nó mang ra đến cửa ngõ thì không thể nào khiêng đi nổi nữa. Sáng sớm, vợ thằng Sơn trông thấy ba thằng đứng ba góc như ba pho tượng đá, khư khư giữ cái cây thế. Sợ quá, hét ẩm ý. Bố mẹ ơi, có ba người bê cây xanh nhà mình bị chết đứng trước cổng ngõ nhà ta. Còn hỏi con quát cũng không nói. Mọi người đổ ra, chúng vẫn không nhúc nhích. Có người còn tưởng chúng đã chết cóng vì mưa lạnh đã để tay vào tận lỗ mũi xem nó còn thở nữa không. Mình chợt nghĩ, chắc anh em giữ chân bọn xấu rồi. Thắp ba nén nhang trên bàn thờ anh em. Mình khấn. Cảm ơn các em đã trông nom nhà cửa cho anh chị, cho các cháu. Cảnh cáo chúng như vậy là đủ rồi, tha cho chúng đi. Mình dứt lời thì ba thằng lặng lẽ khiêng cây xanh thế đặt đúng vị trí cũ rồi ù té chạy chạy thục mạng lần đầu tiên anh hiểu thế nào là chạy như ma đuổi bà con sướng quá vỗ tay reo hò như pháo nổ tôi bán tín bán ghi thật thế hả anh không thật mà mình dám mở rộng cổng ngõ suốt đêm suốt ngày thế kia à nó vừa mê tín vừa huyền thoại phải không tôi gật đầu tấm tắc không ở trong cuộc cũng thật là khó tin bẵng đi mấy tháng Tôi đi công tác ở các tỉnh phía Nam về Mới biết tin ông đã đi xa Tôi tức tốc mua rượu vodka Hà Nội Hương hoa và đồ nhắm nem chua Nem phùng đến viếng ông Theo lời dặn của ông Ảnh ông đặt trang trọng giữa bàn thờ liệt sĩ Ở thế giới bên kia Nơi những người chỉ mang theo hai bàn tay trắng Hẳn anh em đã chờ đón ông Chờ đò đưa ông đi Tây Trúc Sang đất Phật cho ấm áp thân tình. Bát hương của ông vẫn thắp chung với anh em. Hẳn đồng đội đã ảo xa đón ông, ôm chặt ông mừng mừng tuổi tuổi. Và thế nào, thằng Mạc, cái thằng Mạc tóc xoăn ấy cũng ôm ông nức nở, thổn thức. Tôi bày đồ nhắm ra đĩa, rót rượu ra các chén, rồi đốt ba nén nhang. Tôi kính cần vái ông, vái đồng đội lệ thủ trưởng lệ các anh được tin thủ trưởng đi xa đi gặp đồng đội ở thế giới bên kia em cầu mong vong linh anh được siêu sinh tịnh độ tôi ngước nhìn ba nén hương ba dòng khói khi thẳng đứng khi cuộn tròn xoắn xít lấy nhau bay mãi lên đến tận trần nhà vẫn không tan ra được vừa nghe chuyện ngắn cũng ly với thần binh của nhà văn Dương Duy Ngữ. Về chuyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Rõ ràng, chuyện ngắn cũng ly với thần binh của nhà văn Dương Duy Ngữ mà các bạn vừa nghe là một câu chuyện mang đậm chất tâm linh nhưng cũng vô cùng nhân văn ấm áp tình người. Chất tâm linh được thể hiện ngay từ tiêu đề chuyện cho tới các chi tiết mà người viết chọn lựa chuyện chỉ xoay quanh hai nhân vật chính là hai người đàn ông một vốn là thủ trưởng đơn vị người kia là cấp dưới của ông và đã cùng sống chết với nhau qua những trận đánh đầy lửa cũng như chia sẻ với nhau những niềm vui trong cuộc đời quân ngũ tuy nhiên thông qua hai nhân vật này bạn đọc như thấy hiện lên bức tranh sống động về những người lính trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhưng giờ đây họ chỉ còn trở về trong khói hương trong nỗi nhớ niềm thương của người còn ở lại. Dẫu không rõ hình hài, dáng vóc, sau những người lính ấy vẫn dành cho nhau những tình cảm đậm sâu như ngày còn nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt và vẫn nói với nhau những lời chân tình gần gũi như thỏa nào. Những đoạn văn miêu tả cảnh hai nhân vật đang sống nói chuyện với những người đã khuất đã thực sự khiến bạn đọc cảm động đến nao lòng thế mới biết cuộc đời quân ngũ đặc biệt là với những ai đã từng trải qua sự khốc liệt của chiến tranh và chứng kiến ranh giới mong manh của sự sống với cái chết trong từng ngày từng giờ của những người lính mới thấy hết sự yêu thương gắn kết giữa con người với con người trong hai chữ đồng chí đồng đội cho dù họ không phải là người thân ruột thịt của nhau có thể nói cụng ly với thần binh của nhà văn dương duy ngữ là một chuyện ngắn chưa có điểm mới trong lối kể và cách kết cấu nhưng chuyện vẫn cuốn hút bạn đọc bởi những chi tiết chân thật gần gũi đời thường của các nhân vật và đặc biệt là cảm giác ấm áp đồng ấm tình người mà chuyện mang lại đọc cụng ly với thần binh ta thêm hiểu thêm yêu hơn nghĩa tình sâu nặng của những người lính bình yên trở về sau cuộc chiến dành cho những người đã khuất điều đó được bắt dễ từ chính đạo lý uống nước nhớ nguồn rất đáng quý của dân tộc việt nam văn Nguyễn Văn Thọ với chuyện ngắn. Nó vặn dây thừng thành trạc, buộc vào hai chân, làm điểm tì, trèo lên thân cây thoàn thoát như vượn. Cái tổ ong bị chinh phục, ong khoái đông hàng vạn con bị hun, vỡ tổ, bay ra, tán loạn. Tôi nhìn mà lo, lát sau nó thòng xuống một xô mật đầy. Đêm ấy về đơn vị, tiểu đội tôi ai cũng được nửa lít mật. Hai thằng tụi tôi uống mật, pha trà, hút thuốc, quấn sợi vụn vừa được phát tôi thán phục mày trèo giỏi quá như vượn em quê thanh hà tụi em từ bé ai cũng trèo leo rất giỏi hóa ra sở dĩ nó leo trèo giỏi hơn cả lũ trẻ trèo me trèo xấu bọn tôi vì quê nó trồng rất nhiều vải tôi cứ mường tượng những khu đồi khu vườn rộng mênh mông theo lời nó vải chín đỏ ối mỗi khi mùa hạ tới và nó thân thoát trèo truyền trên các tán cây hái vải như khỉ hòa bình, anh về quê em, hoa quả rất nhiều. Nó kể, nhà em ở sát sông Cái, có cái đầm dài và rộng, nguyên xưa là khúc sông, mùa hạ sen trắng, đỏ đầy kín mặt hồ, nhiều cá lắm. Cá mè có con to như cái quạt nan, những đợt đang nắng, chút mưa lớn, ban đêm chèo thuyền nan đi đêm đâm cá úi. Chào ôi, sao mà thích vậy? Tôi chợt nhớ làng Thanh Nhàn kề khu chợ rời qua một con đê là sang một thế giới khác của lũ trẻ thành phố. Xong xem ra, quê nó còn kỳ thú hơn nhiều. Hôm sau tôi bảo, mày kém tao có một tuổi, xưng mày tao cho tiện, anh em gì? Nó cười toang hoác, hở cả lợi, rõ hiền. Từ ngày có tuổi tân binh gốc gác nông dân, tiểu đội tôi ăn uống khá lên hẳn. An dưỡng toàn thịt là thịt, rau cỏ không có, chán quá. Thằng Đức đi dọc mấy con kênh, dọc suối, bờ ruộng móc cua, bắt ếch. Đổi lại, tôi nói cho nó kinh nghiệm nơi mặt trận. Cho nó, thằng tân binh chưa biết mùi súng đạn. Mới tập lăn lê, bò toài nửa tháng, đã vào thẳng đơn vị, từng trọi nhau như cơm bữa. Tôi đưa nó vào rừng, xem tôi khiển cây AK-47, bán gập, bắn ứng dụng ra sao. Tôi bảo nó cách đi rừng, cách buộc bệ chuối giữa hai quả lựu đạn, để không phát ra tiếng lách cách khi vận động cách xác định tọa độ với bản đồ và la bàn, phương pháp giao nhau ba điểm để xác định nơi mình đang đứng mà khỏi lạc rừng. Tôi chuyển kinh nghiệm cho nó cách đánh hơi tụi lính phục kích mình phía trước. Tất cả chuyện của tôi đều là cách làm sao để sống được mà về nhà. Nó giỏng tai nghe, không sót từng từ. Sau an dưỡng, đơn vị nhận lệnh đi bê giải. Từ đó tôi và nó cứ quấn với nhau như đôi sam no đói có nhau, hiểm uy bên nhau, đánh vài trận, anh em thưa dần đội ngũ. Tôi lên trung đội trưởng B1, nó lên A trưởng thuộc quân B2. Trận vây chung khe đòn, đại đội chia nhàm hai cánh. Cánh của tôi bị địch đổ quân từ viên chăn ra vây lại, ba tiểu đoàn địch quay sở chỉ huy D và trung đội tôi. Gọi điện cầu cứu các đơn vị đều ở xa, chúng tôi bắn gần cạn đạn thì nó dẫn hai tiểu đội tới. Hóa ra, trung đội trưởng bên nó đã hy sinh, nó tự động lên thay, đưa anh em về cứu nguy. Đánh vận động trong rừng khộp với hỏa lực chính là hai khẩu 12 ly 7, vài tay súng AK và B40, quả là cực kỳ nguy hiểm. nên mưu trí thọc sườn lại đánh đúng sở chỉ huy của địch, nên ba cánh quân của lính Thái và Lào tan rã. Lúc hai cánh quân bọn tôi gặp nhau thì địch gọi ngay bốn cái A37 tới, L19 bắn đạn khói vào giữa đại đội. Súng 12 ly 7 đang gá ở tư thế bắn bộ binh nên tụi tôi nằm ngửa, ngẩng mặt, chân chân nhìn từng máy bay bổ nhào. Cả bọn như ếch nhìn rắn, chờ chết. Bom rơi tròn xoe trên đầu, 12 trái nổ nhức óc. Trước dây khắc, bom rơi chạm đất. Nó nằm bên, nhào đến ấn đầu tôi và chạc ba cảng chân súng 12 ly 7. Cả người nó nằm đè lên tôi. Trận ấy tôi thoát chết, còn nó bị thương, ba bốn nhát, mảnh bom xiên. May chỉ phần mềm, phải nằm viện ba tuần. Tôi giữ cái áo đẫm máu nó, giặt mãi vệt máu không thôi. Anh em hy sinh nửa đại đội, số lính gốc nông dân, cùng đợt nó, mất bảy thằng. Rồi trung đoàn tôi đánh chưa nghe, lại tham gia đánh ba mê thuật, treo reo, phú bồn. Thế như trẻ tre, chúng tôi tiến thẳng vào Sài Gòn. Mừng rỡ, nhảy cẫng, ôm nhau khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. Sống rồi, sống để được trở về nhà. Tôi và nó tưới hai băng AK-47 lên bầu trời Sài Gòn chiều ấy, đẩy những đám mây xám bay ngang. Vài tuần hòa bình trôi nhanh, mọi nguồn vui chiến công và chiến thắng nguội dần. Giải trừ quân bị, tôi ra quân đợt đầu. Chúng tôi không hề biết điều gì sẽ chờ đợi ở nhà khi trở về làm dân. Nhưng dù khó khăn thế nào, hòa bình vẫn là nhất rồi không còn phải sống trong miền địa ngục có tên là chiến tranh nữa đấy là điều mà những người chiến binh thực sự như chúng tôi có thể cảm nhận được rõ hơn ai hết ngày chia tay nó bán cái đồng hồ long xin lượm được ở ban mê là một trận bia túy lúy trong cơn say nó cứ nghiêng ngả bá vai tôi tê ơi mày về trước tao về sau nhớ địa chỉ làng tao đấy mày về hà nội sướng quá rồi Đừng quên tao, tao về làng thôi, làm nông dân như bố tao vậy. Ngày xưa ông ấy đánh Pháp xong, cũng lại về làng, về làm thằng thợ cày. Tôi về Hà Nội đâu có sướng. Tôi như bao cựu chiến binh Hà Nội bị cuốn trôi vào với cuộc sống hậu chiến. Hà Nội hậu chiến, đầy sắc áo xanh bạc màu. Thất nghiệp cả năm, rồi xin được việc làm. Một chân bảo vệ bãi khai thác cát suốt ngày đêm ở khoảng đất cát bay mù mịt tôi như hòa vào trăm nghìn hạt cát cuộc sống chật vật lắm nhưng còn hơn sống trong rừng đánh nhau triền miên rồi tôi nhận được thư của đức hóa ra đơn vị tôi đi làm kinh tế được bốn đến năm tháng thì chiến tranh biên giới campuchia nổ ra thư nó viết đơn vị lại bỏ sẻng quốc, nhận lại súng 12 hai ly bảy sang căm mày ạ Cuộc chiến bên này không như hồi chúng mình đánh Mỹ, rằng dai căng thẳng lắm. Bao nhiêu kinh nghiệm khi chiến đấu cùng mày, nhất là chuyện không bao giờ để anh em bắn điểm xạ dài quá nhiều và liên tục dặn anh em cơ động thay đổi vị trí bắn, nên anh em cũng đỡ thương vong. Tào cũng nhiều lần thoát chết, nhưng đạn trả kiêng ai, ai may mắn mãi được. Tao lại bị thương ở chân, may mà không phải cưa. Có lẽ tháng 7 ta mới được ra quân, ra quân, mày về quê tao chơi nhé tôi viết thư cho nó dặn khi về đừng mua búp bê mua lấy cái khung xe và ít phụ tùng về lắp cái xe mà đi lại không mua ảnh nhấp nháy băng nhạc nhẽo gì cả thư gửi đi rồi tôi cứ tha thần nghĩ về nó nó về thanh hà với ai với nhãn với cánh đồng và con trâu đêm ấy tôi mơ giấc mơ y như ngày hai đứa còn quần nhau với địch ở khu bản cháy cuộc sống hậu chiến, vật lộn kiếm ăn, cuốn trôi những nỗi nhớ, những kỷ niệm. Tôi lấy vợ, sinh con, làm thêm nhiều nghề như phụ hồ, chữa xe máy, có lúc làm cả phó nháy đám cưới để có tiền. Chờ mãi, mà thư nó cũng không có. Anh em cựu binh ở đơn vị, kẻ sống sót lần lượt trở về. Đám lính quanh Hà Nội cũng chả đứa nào nghe tin về thằng Đức. Nó biệt tâm. Gặp lại thằng chính lái xe năm nào cùng đi lấy củi cụt một chân từ Campot về. Chính bảo, thằng Đức ra quân nhưng mò về đồng dù, tìm lại cô bạn củ chi rồi ở lại đó. Tôi bán tin bán ngờ, thằng Đức mà rời bỏ cái làng của nó ư, sao mà tin được. Nó chẳng biết bao nhiêu lần kể với tôi về những vườn vải, cái đầm sét bao la mặt sen và cái thuyền nan sơn ta đen chùi chuỗi lềnh bềnh vun vút, chở nó rẽ sen đi sao? Bên cạnh có cái chĩa ba mũi sao? nhiều khi nhớ nó tôi ngửi cả thế mùi sen lẫn mùi man mát của hơi đầm tôi vẫn thấy như lời nó kể trong chiến tranh bên cánh võng giữa rừng khuya những đám sương đêm trắng bồng bềnh trôi trên mặt đầm nghe rõ cả tiếng nước lõm bõm rơi từ mái trèo xuống và cảnh nó dướn người lên phóng vút cái xiên đâm trúng một con cá lớn đang úi khi mưa hạ lách trách gõ nước đều đều rào rào trên những tàu lá sen thanh mướt cuộc sống có những thay đổi bất ngờ công ty có đợt xuất khẩu đi đức tôi may mắn trở thành công nhân xuất khẩu sang đức làm anh công nhân xây dựng rồi nước đức biến động bức tường berlin biến mất và đức thống nhất tôi liều ở lại buôn bán vặt trên vỉa hè công việc lam lũ vất vả lắm vì mỗi ngày khi noel tới tụi tôi dầm chân trong băng giá giữa tuyết lạnh rơi ngập trời cả chục giờ đồng hồ xong bù lại tôi có tiền nhiều tiền tôi đổi từ đồng đức ra đồng đô mới có thơm phức. Trở về nhà, đây là mong ước đã ngấm vào máu thịt của con người ta chăng? Tôi về nước sau hai ba năm vất vả, mang trong tay cả đống tiền, nhưng bao nhiêu việc phải chi ra cho gia đình sau hai ba năm chờ đợi ấy, tôi sửa nhà, mua sắm cho vợ, còn tủ lạnh, tivi, xe máy, tất cả ngốn hết cả số tiền dành dụ sắp tới ngày đi thì tụi lính đơn vị cũ kéo tới nhà suốt hơn chục năm ai cũng lăn lộn kiếm sống thực mỗi đứa là một kho chuyện nhưng chuyện tôi chú ý nhất là thằng đức đã về thằng chính kể nó ở sát huyện thanh hà bây giờ sửa xe đạp ở ngã ba huyện sao ngày xưa mày bảo nó về củ chi lấy vợ nó về mũi lớn cũng định lấy con bé nhưng con này không chịu theo nó về bắc thành ra nó chia tay thế nó sống thế nào hay chúng ta xuống nhà nó đi đi cả tụi lính cũ nhao nhao hăng hái chúng tôi bảy tám thằng cựu binh từ Hà Nội kéo xuống Thanh Hà rào rào đèo nhau phóng xe máy tới cái ngã tư bấy giờ nhà cửa mới lưa thưa chứ chưa hoành tráng sầm uất như hôm nay xe dừng nó kìa cái thằng bạn tôi xưa giờ tóc đã bạc lởm chở gầy như que củi đứng bật dậy như trời trồng dưới chân nó là cái xe đang vá dở xăm, một cái chậu nhựa đầy nước bên cái thùng hình như làm bằng thùng đạn 37 của đội. Tôi nhảy xuống xe, lao đến nó. Đức, Đức đây à? Nó không nói được câu nào vì bất ngờ quá. Tất nhiên nó dẹp bỏ ngay dụng cụ chữa xe để kéo cả tụi về nhà nó chỉ cách đấy hai ba cây số. Một ngôi nhà gạch cũ kỹ, ba gian lợp ngói, nằm giữa khu vườn cũng gọi là ấm cúng. Gian giữa kê cái bản nước đối diện với cái ban thờ treo hai ảnh. Tôi đoán là cha mẹ Đức. Ảnh à, người đàn ông gầy, đội mũ kipi, quân hàm thiếu úy, nhìn chúng tôi hơi mỉm cười, như diễu cợt. Nói gì thì nói, tục quê, khách đến nhà, không gà cũng vịt. Lát sau, vợ nó mới từ đâu tất tưởi về, chắc cô ta vừa đi làm màu về, tay cuốc tay cái đựng ít rau nắng tháng bảy bạc phách trên vai áo cũng cái tạng gầy gò tong teo như cái thằng chồng vợ đức vào chào đám lính trận của chồng rồi quay ra ngoài nghe tiếng gà kêu quang quác nhìn qua cửa hai ba cây vải cổ thụ đã thu hái hết quả mấy con gà lục cục ăn quanh bên trái một đống dạ rút dở kế đó là trái bếp đang ngun ngút tỏa khói, có mùi thơm phương phức của hành mỡ đang phi. Chỉ nhoáng sau, cái chiếu trải ra giữa nền gạch và cơm gà, mướp xào lòng, khoai tây xào dầu, rượu trắng hai chai được người đàn bà gầy, ngực, lép, kẹp, mỏng như lá lúa, dọn ra. Các cháu đâu? Tôi hỏi. Tụi nó đi học cả, con đầu của tao sắp hết đại học trên Hà Nội. Chuyện lính gặp nhau toàn hồi tưởng cả việc kể tội nhau sự hơn kém nhau ở chiến trường bạn bè đồng ngũ đưa chết ra sao bị thương ra sao cứ ào ào như cuốn phim chiếu lại tôi hỏi thăm thằng đức về cái đầm dài nó từng kể nó bảo cách đây hơn cây mà chẳng to lớn quá như mày nghĩ đâu hồi xưa xa quê nhớ nó quá nên kể giờ đi nhiều về nhìn lại nó cũng chỉ hơn cái ao lớn các cụ kể lại xưa là một khúc sông cái bồi lấp mãi nên đầm nên ao lại bảo cũng có cho thầu rồi bây giờ không ai tự do vào đấy mà chĩa cá mú nữa thế là hết cái mộng đi xem đầm của tôi xem ra làm thằng nông dân cũng gây ra phết đức được hơn triệu tiền thương binh loại bốn con cái đi học không phải đóng tiền học nhưng đẻ ba đứa thì tiền nuôi tụi nhóc cũng khá tốn vợ Đức là bạn học dưới nó một lớp, đi thanh niên sung phong về trước nó hai ba năm gì đó, cũng cảnh thường bình, thương yêu mà nên vợ nên chồng. Cả nhà có hơn ba xào ruộng, hơn xào hoa màu, vậy thiều thì lúc được lúc không cũng chả tích cóp được bao nhiêu. Tao phải làm thêm cái chân sửa chữa xe đạp ngoài huyện. Đức kể. Vợ Đức vừa dọn mâm bát, bưng, đĩa đua đủ vừa bổ ra. Đế theo chồng, Lão nhà em hay quạt quẹo lắm, ốm thì vèo một cái hết cả triệu, tiền nào cho xuể. Vui tới mấy cũng phải về. Đức tiễn chúng tôi ra đầu làng, tôi móc ví, rúi vào tay nó 200 đô. Cũng không còn nữa. Quá cảnh, qua Nga, chờ đó phải nửa ngày, tôi cần giữ chữ vài chục đô lẻ. Thằng Đức cầm trong tay hai tờ đô, run run. Sao mày cho tao nhiều thế? nó quay sang nhìn mấy thằng bạn lính nó rưng rưng muốn khóc ôm chặt tôi rồi nghĩ rồi chợt đẩy tôi ra và lại móc hai tờ bạc mỹ ở túi đưa trước mặt tôi thong thả nói tao chợt nghĩ thế này hai tờ bạc lớn này của mày cho tao tiêu hai đến ba tháng là hết mày biết đấy tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống nói thật nhé tao nghe nói xe bãi rác bên nhật có hai trăm đô tụi đi vốt cô về kể vậy mày thương tao sang bên ấy bằng cách nào mua cho tao cái xe máy bãi rác ấy cho con tao khỏi tủi thân xong nó thần mặt ra chờ đợi tôi nắm lấy vai nó lắc lắc cười phá lên ôi trời ơi thời đại này ai mua xe bãi rác nữa tao sửa chữa nhà mua sắm cho vợ con hết tiền rồi chứ tao tiếc gì mày đợi chuyến sau tao về tao mua cho mày hẳn hai cái dream mới cóng chứ đổ xăng thật không? Đức tròn mắt hỏi. Thật! Tôi quay lại tụi bạn cười, ấn hai tờ đô vào túi áo ngực Đức. Có tụi mày làm chứng nhé, tao hứa, lời hứa của chiến sĩ quân đội. Tôi lên Hà Nội. Trước ngày sang Đức, tôi nhận được thư của nó. Thư của Đức cảm ơn tôi tặng nó số tiền 200 đô. Thư dông dài kể vợ chồng nó cảm động Mày đúng là thằng đồng đội đã sống chết cùng tao, ân tình này sống để lại, chết mang theo. Lại cái đoạn này làm tôi muốn cười ra nước mắt. Mày mau quay lại Việt Nam nhé, nhớ mua cho tao cái xe máy. Tao mà có xe mày mua, tao sẽ tháo cái ống bô ra. Bố con tao sẽ đèo nhau chạy quanh làng cho cả làng nó biết là tao cũng có cái xe máy mà hẳn loại xe sang nhất, The Dream, chứ chả chơi đúng là như con gái ta nó bảo dream là giấc mơ đấy bố ạ à. nhưng cuộc đời lắm đoạn vòng vo chẳng thể lường nước đức sau vài năm thống nhất cũng không còn buông lỏng quản lý xã hội nữa việc buôn bán thuốc lá băng đĩa lậu của người việt chúng tôi chấm dứt tiền không còn kiếm được như trước buôn bán quần áo cũng ế thấy bạn bè kinh doanh tiệm ăn có lời tôi cũng mua thuê một điểm mở nhà hàng 120 chỗ ngồi, đầu tư gần cả trăm ngàn tiền tích cóp, lại vay thêm bạn bè cả trăm nghìn euro nữa, mua trang thiết bị. Nhưng kinh doanh nhà hàng không phải chuyện chơi, không có nghề, lại chọn nơi mở tiệm không đúng điểm lắm thực khách. Sau ba tháng kinh doanh không có lời, tôi phải khai báo phá sản. Thế là, quay lại cái máng lợn, tôi đi rửa bát thuê cho thằng bạn để trừ nợ dần. 5, năm sáu năm, vù vù trôi đi trong cái kiếp làm thuê mới trả xong món nợ làm thêm một năm nữa đứng bếp xào mì ngửi mùi dầu 12 tiếng mỗi ngày tôi mới tích cóp được răm bảy ngàn đô để về Việt Nam mới ở Hà Nội được một vài ngày thì tụi thằng chính biết tin tôi về đến chơi vừa gặp nhau chính đã nói thằng Đức mất rồi mày biết chưa sao nó mất rồi ư mất vì bệnh gì tôi hoảng hốt nó ốm đau triển miên bọn tao về thăm nó hai lần lần nào nó cũng hỏi thằng tê về chưa tao bảo mày vẫn bật vô âm tín nó thở đến thượt một cái rõ rải rõ rải thằng chính nhắc lại nghe thằng chính kể xong tôi thử mặt ra trời ơi nó chết rồi còn tôi biết ăn nói với các chiến hữu của tôi ra sao về chuyện đi Tây mà suốt một thời gian dài chẳng kiếm được đồng nào để bạn tôi chờ đợi. Tôi mắc nợ đức. Thằng chính lại vẫn vô tư nhẩn nha kể tiếp. Lúc nó sắp mất, tao cũng ốm không về được. Tụi thằng Nam Chố, thằng Được, thằng Long hàng thiết có về. Thằng Long kể lại với tao rằng thằng Đức nằm trên giường thiêm thiếp. Nó kiệt sức lắm, mà nghe vợ gọi, biết tụi linh cũ đến, mở mắt, cố ngỏng cổ lên, hỏi Long. Thằng Tê nó về chưa? Trời ạ, à, chả đứa nào dám nói gì. Thấy tất cả im lặng, nó nức lên một tiếng, rồi đi. Khổ, nhà nó vẫn nghèo, rách bươm ra. Chắc nó mong mày về để có cái xe máy. Tôi im lặng. Tôi chợt nhớ tới khuôn mặt mang tơ của nó hồi mới gặp nhau nhớ bóng nó thân thoát, trèo lên cây lấy mật, thấy cả cái dáng gầy gò lỏng khỏng của nó bên cái chậu nước vá xăm lốp. Đức ơi, mày yêu quê hương lắm. Tao biết, nhưng cuộc đời này trả cho mày làm thằng nông dân, thỏa cái mong ước giản dị trong chiến cuộc của mày. Lòng tôi thầm gọi, để nước mắt tự nhiên ứa ra. Tuần sau, tụi tôi bàn nhau về thăm mộ nó. Tôi bàn với vợ, tiện thể, mang ít tiền về đỡ đần vợ con Đức. Cả tụi hơn chục thằng thuê cái xe 12 chỗ kéo quân về. Trước khi đi tôi bàn với thằng chính ra hãng mã đặt làm một cái xe Dream về đốt cho thằng đồng đội xấu số. Vài năm, chả có đứa nào về sau ngày nó mất, nên đứa nào cũng bất ngờ khi không tìm thấy dấu vết làng cũ và ngôi nhà tuỳnh toàn của thằng Đức cả cái khu đất nhà nó. Nay có một con đường mới, một khu vườn rộng của một đại gia nào ấy. Mà nhìn qua bức tường cao vây kín, thấy những hàng vải thiều sum xuê cao hơn đầu người, xanh mướt. Cái cánh đồng xế bên nhà cũng mọc lên cả một khu nhà máy rộng. Ra ngã ba, rẽ vào khu làng cũ của Đức, một dãy phố mới mọc chi chít quán xá, chắc để phục vụ cho đám công nhân nhà máy. Hỏi một bà già, đúng là dân làng cũ mới biết vợ đức chuyển vào sài gòn với đứa con gái cả vợ nó cũng ốm suốt con gái làm kế toán trong sài gòn đón mẹ vào đó rồi còn hai anh em à nghe nói một thằng đi làm công nhân thủy điện trên tận sơn la còn thằng út thì hình như vào lâm đồng làm cà phê cho người ta rồi làng này không cứ nhà nó vỡ tan ra hết rồi còn ruộng đất đâu nữa mà ở lại chứ Chúng tôi theo hướng dẫn của bà cụ cũng tìm ra cái nghĩa địa và ngôi mộ Đức yên nghỉ. Ngôi mộ nhỏ xây xi măng thấp lẻ tè, loi thoi vài chân hương, đoán của ai đó thăm mộ kế bên mà cắm cho Đức trăng. Tụi tôi dọn cỏ, trải giấy báo ra, bày trên mộ Đức ít hoa quả, một vài thứ bánh trái lật vặt và cái xe Dream xanh đỏ dân hàng mã làm to như thật. Chúng tôi đứng sắp hàng như những người lính còn trong quân ngũ trong hàng quân im lặng hai hàng nước mắt của tôi ứa ra lúc hóa xe máy bó chân hương lớn gặp gió bỗng cháy bùng đùng rồi có con gió xoáy cuốn chiếc xe máy giấy đang hóa lửa bùng cháy dữ dội thốc lên trời xoáy vào không gian xoay tít trên cao một vòng tròn tôi chợt nghĩ tôi lá thư của đức ngày nào viết cho tôi khi rời khỏi việt nam tao sẽ tháo cái ông bô ra. Bố con tao sẽ đèo nhau chạy quanh làng cho cả làng này nó biết. Không, tôi không lừa dối bạn tôi. Cuộc sống này có bao khúc quanh khốn nạn để ước mơ giản đơn của cả tôi và nó không thành hiện thực. Tôi quỳ trước mộ đức, dưới những tàn lửa của chiếc xe máy giấy đang tan và hư vô, run rẩy những ý nghĩ trong đầu không sao cất được thành lời thằng tê của mày đã về đây đức ơi tao không bao giờ lừa dối mày như kẻ khác đâu lính trận ai lừa dối nhau đức ơi